Hello, có rất là nhiều bạn hỏi cơ sở tường Ba Bờ ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì Tường có 11 cơ sở tường Ba Bờ và 4 cơ sở Vì Yêu. Các bạn có thể tra trên Google là ra. Hãy tìm vị trí gần nhất để các bạn đến trải nghiệm dịch vụ của Tường. Và đây là tầng 1 của cơ sở Hàm Nghi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên các tầng. Đây là khu vực tầng 2, gội tĩnh tâm, gội cổ vai gáy và uốn nhượng. Ở đây thì có 2 ghế cắt cho quản lý cắt. Và khách đang uốn chờ ở trên tầng 2 đây. Và khu vực tầng 3 là khu vực phòng studio của Tường quay phim, chụp ảnh cho mẫu tóc. Và đây là tầng 4, cũng có 6 ghế cắt và anh em đang hoạt động hết công suất. Và nếu như các bạn đến Hàm Nghi để trải nghiệm thì các bạn không sợ phải chờ đợi lâu. Tổng là 15 thợ sẽ phục vụ cho các bạn. Và cho đến thời điểm bây giờ là 6 giờ tối thì đã được 188 khách hàng rồi. Đến 8 giờ thì chỉ cần được 200 khách hàng là xong một ngày cuối tuần. Cảm ơn các bạn.